Lô, xin chào các bạn. Thực ra tôi đang quay video này lần thứ hai tại vì vừa rồi nó bị mất mic. Quay kiểu miệt mài xong rồi mất mic. Mic hết pin, không để ý. Thôi, bây giờ quay lại. Video này đó là về Montblanc Signature Absolute vừa mới được ra mắt vào năm 2023. Và mình sẽ chỉ cần dơ chai nước hoa này lên thôi. Đây là phiên bản gốc ra mắt vào năm 2020. Và nếu như các bạn đang tò mò rằng ngoài thiết kế là các bạn có thể nhìn thấy sự khác biệt, thì trong phần mùi hương hay về câu chuyện perfumer đứng sau cái phiên bản mới ra mắt 2023 này, nó có gì khác nhau nữa hay không, thì video này xin phép được bắt đầu. Tiếp nối sự thành công của Montblanc Signature thì rất là nhanh phiên bản Absolute đã được ra mắt, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải nói qua một xíu về phiên bản gốc ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy phiên bản gốc này nó có một thiết kế cực kỳ đẹp, và em này thì tôi đã có một cái video review rồi. Đây là họa tiết Saffiano đặc trưng trong cái phần thiết kế đồ da của Montblanc đấy mọi người ạ. Đó. Và cái phiên bản này thì sẽ hiện cái video cũ ở đây cho các bạn có thể xem được. Và cái mùi hương trong cái bộ sưu tập Signature này thì Montblanc có chia sẻ nó thể hiện được sự cá tính, được sự hiện đại, cũng như là một cái gu riêng của người phụ nữ thời hiện đại. Và cái chai Absolute ra mắt được năm 2023 này thì nó sẽ là một trong những trang sử cực kỳ rực rỡ, một cái chương hoàn toàn mới trong cái bộ sưu tập Signature của Montblanc. Và chúng ta có thể nhìn thấy thoáng qua thôi là một cái dui màu vàng. Đó, vẫn là họa tiết Saffiano đặc trưng. Và cái sự khác biệt ở đây đó là thay vì làm cái phần trắng đục sữa thì Montblanc đã có sự thay đổi là cái chai trong nhưng mà cái phần dui màu vàng. Về phần này thì các bạn có thể dễ dàng theo dõi được cái lượng dui ở trong, chứ không khó như cái phiên bản gốc. Cái phiên bản gốc này nhiều khi nhìn khó tại vì nó hắt ánh sáng ấy. Kể cả các bạn có dơ lên nó cũng rất là khó biết là ở trong nó còn bao nhiêu mil. Nhưng mà với phiên bản này thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy hơn. Cái yếu tố thứ hai mà mình muốn chia sẻ đây đó là về phần mùi hương. Perfumer làm mùi cũng đã thay đổi. Ở cái phiên bản gốc sẽ là hai perfumer đến từ công ty hương liệu Givaudan, một người có tên là Guillaume Favini và một người nữa có tên là Natalie Garcia Seto. Thì mình sẽ để tên ở phía dưới tại vì cái phần tiếng Anh này tôi đọc hơi kém. Còn đối với cái phiên bản mới tinh này, đây Absolute này, thì là một perfumer từ IFF và bà có tên là Anne Fippo. Đó, lúc đầu tôi tìm không ra được perfumer đứng sau mùi hương này, nhưng mà sau một thời gian tra những cái nền tảng nước ngoài thì tôi đã thấy perfumer này. Và perfumer làm mùi hương Absolute này thì vừa rồi có là một mùi rất nổi tiếng cho FM, đó là Synthetic June. Và đây cũng là một trong những mùi mà tôi cũng sẽ mượn em editor của tôi để tôi review cho các bạn trong cái list nước hoa có thể là mùa thu sắp tới. Vậy thì chắc chắn rồi, thay đổi về perfumer thì cái hướng làm mùi nó cũng sẽ thay đổi. Mình có thể nói nhanh về phần mùi hương cho các bạn dễ dàng theo dõi nhé. Nếu như đây là một cô gái 18 đôi mươi thì đây là một quý cô, một người phụ nữ đã xác định được rõ phong cách của mình theo đuổi là gì, hay là một kiểu lady, một cái người phụ nữ trưởng thành, mặn mà. Và cái mùi hương này thì khi các bạn xịt ra thì bạn nhận thấy ngay sự khác biệt hoàn toàn so với phiên bản gốc. Phiên bản gốc nó sẽ là một cái nét ngậy ngậy béo béo kem, người ta hay gọi vui là kem sữa dừa, trên nền tảng top thì hay gọi vậy. Nhưng với phiên bản này thì nó sẽ là một sự khác biệt với một cái tông mùi trái cây, đặc biệt là mùi kiểu của hoàng lan. Nhưng mà các bạn ngửi nó sẽ ra cái mùi chuối chín cực kỳ rõ rệt, cùng với một cái nét xanh hơi nhựa nhựa của hoa trắng nữa. Thì cái combo này nó làm cho cái mùi hương cực kỳ nổi bật và tươi mới, rất bắt mũi và có cảm giác rằng nó hoàn toàn có thể mặc được mùa hè. Và khi cái mùi hương này nó tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể thì các bạn sẽ thấy mùi hoa huệ xuất hiện
Ở đây thì người ta ghi một cái nốt hương rất là rõ rệt, đó là mùi của Huệ. Và khi cái nét trái cây ban đầu nó đi xuống thì cũng là lúc nét Huệ ấm ngọt nó đi lên. Huệ ở đây thì nó không phải là cái hơi hướng Huệ xanh như là ở những cái con như kiểu FM Cana Flower, mà Huệ ở đây lại là một cái vai Huệ cực kỳ quốc dân và quen thuộc. Một cái mùi Huệ ấm ngọt và nó hơi ra cái vai kiểu bánh đậu xanh một tí, nhưng mà ở đây thì nó kết hợp cùng với trái cây nên là nó cũng sẽ đặc biệt hơn. Nhưng mà với mình thì năm 2023 rồi mà đây là một sáng tạo lại còn mới nữa, nhưng mà cái sự khác biệt đột phá trong cái hướng làm Huệ nó lại không quá là khiến mình bất ngờ. Mình có thể gặp được cái vai Huệ và cái hơi hướng làm Huệ này ở rất nhiều con designer, chỉ cần có nốt Huệ ở trong, đi với tôm cabin rồi đi với vanilla thì mình sẽ thấy cực kỳ nhiều. Nó như kiểu là những cái mùi mang cái vai của một người phụ nữ phong cách kiểu trưởng thành ấy. Thì cá nhân tôi thấy càng về sau tôi lại không thích cái mùi hương này. Top note tôi thấy mùi hương này nó như kiểu là một cái khu vườn có hoa, có cây, có các loại quả. Nhưng mà ở phía sau thì cảm giác nó là một cái buổi chiều tà dám à, chiều kiểu buổi chiều ở một buổi chiều tà này, trong rồi trời kiểu dám vàng, trong rồi mùi hoa nó hơi héo một tí. Cá nhân mình thì chả hiểu sao ở đoạn cuối nó không thu hút đến như vậy. Nó không được đúng như là Mong Blanc chia sẻ là một trong những chương rực rỡ, có vẻ chỉ rực rỡ ban đầu thôi. Cái mùi hương thay đổi thì chắc chắn cái phong cách cũng như là về cái độ tuổi của nó cũng sẽ thay đổi. Như lúc đầu mình nói đó là đây là một cô gái đôi mươi, còn đây là một cái cô gái đã trưởng thành. Thì các bạn sẽ ngửi Mont Blanc Signature Absolute theo một cái hơi hướng phong cách, đó là những người phụ nữ, thứ nhất là tầm ít nhất là tầm 23 tuổi đổ ra. Các bạn đã đi làm, các bạn xác định được phong cách cụ thể, có thể là hơi cá tính một tí, có thể là những cái bộ vest và những cái áo gilet, hoặc là các bạn có thể là những cái vai kiểu thu hút bằng cái ngoại hình nhiều hơn, thay vì là một cái cô gái đôi mươi trong trắng như chính cái màu trắng của Signature này đó. Và với mình ý, thì hình ảnh phụ nữ mang tới là một người lady, quý cô quý bà, và nó mang cái đường nét cực kỳ rõ rệt, và người phụ nữ ở đây thì cũng rất là biết cách thu hút. Và cái mùi hương này ý, thì mình nghĩ rằng là ít nhất là từ tầm 23 đến 25 cho đến thậm chí là 35 tuổi các bạn hoàn toàn có thể mặc được. Nếu như các bạn có một người mẹ trẻ trung và vẫn rất là hiện đại thì các bạn có thể mua mùi hương này để mẹ và ngay chính các bạn cũng có thể mặc được chung với nhau nhé. Đây là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là kể cả các mẹ nào mà trẻ trung một tí thì vẫn mặc được cái em nó ra đường. Và về cái thời điểm khuyên dùng ấy thì mình nghĩ rằng là con này nó sẽ hợp để đi làm, để đi đến những cái nơi nó chuyên nghiệp một tí, kiểu đi giao tiếp xã hội ngoài, chứ nó không phải là cái mùi mà các bạn có thể wear được hàng ngày. Tại vì cảm giác là nếu mà wear thì lúc nào nó cũng hơi nghiêm túc quá và nó hơi bị già dặn trưởng thành quá đó. Nên là với mình thì đây không phải là một trong những lựa chọn mà các bạn có thể mua để xài quanh năm được. Mua xài quanh năm thì em này vẫn sẽ là một cái mùi ngọt, hấp dẫn hơn, dễ chịu hơn và trẻ trung hơn. Và cuối cùng nó là về yếu tố hiệu năng, cũng là một yếu tố mà chị em rất là cân nhắc và quan tâm đến tất cả mùi hương. Thì cái mùi hương này phải nói là hiệu năng rất tốt, trên 8 tiếng. Và cái độ tỏa hương của nó thì ngay khi các bạn xịt nó tỏa tầm đâu đó hơn mét là thừa sức, và nó sẽ duy trì ổn định ở khoảng tầm nửa cánh tay. Thế nên là các bạn không phải lo rằng là mùi hương này nó sẽ bám kém, mặc dù là một vài mùi trái cây, nhưng mà yên tâm, tại vì nó có Huệ và tôn cabin ở phía dưới nên là mùi nó hiệu năng cực kỳ tốt, cũng chả thua kém gì em này đâu. Chỉ tầm 2 shot cho mùa hè tầm 35 độ cho em này là ok. Còn dưới 30 độ thì các bạn có thể wear tầm 3 shot. Và còn với phiên bản này thì nếu mà các bạn xịt mùa hè nhiều nó cũng sẽ hơi ngốt, tại vì nó vẫn là bay ngọt mà. Còn đây là vẫn là bay trái cây fruity nhiều hơn đó. Và nếu như các bạn thích em này thì hãy bình luận số 1. Còn nếu như các bạn thích cái phiên bản Mont Blanc xiên bản gốc này thì các bạn hãy bình luận số 2 cho mình nhá. Với cá nhân tôi thì tôi vẫn recommend dành cho các bạn nữ trẻ trung phiên bản này. Còn nếu mà trưởng thành rồi, thích những cái vai mùi như kiểu Chanel Mademoiselle, Chanel Chen mà hơi hướng trưởng thành hơn, hoặc là kiểu Zadig Photo Zit Him hay là Jimmy Choo I Want Choo, thì đây là trong những cái vai kiểu phong cách như vậy đó.
Và đừng quên việc like, share, cũng như ấn nút chuông theo dõi, nhận được nhiều video mới hơn. Và nhớ tương tác cho mình ở phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại. Bye bye.